Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Hoàng Thiên Kim. Biệt danh của con là Kim Đẹp Trai. Sao là Kim Đẹp Trai mà không phải là Kim Đẹp Gái? Tại vì bạn này tính giống con gái lắm, không có chịu chơi với con, mà toàn đu theo mấy bạn trai không à. Nó hơi rối. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thanh Hà, năm nay con 6 tuổi, con đến từ thủ đô Hà Nội. Ai là người giúp con đi thi? Mẹ con. Đây là con muốn đi thi hay là mẹ giúp đi thi? Con muốn đi thi. Ừ. Thế con có xem hài không? Con có. Con thường xem hài ở đâu? Con thường xem hài ở Thách Thức Danh Hài. À, Thách Thức Danh Hài. À, thế à? Chào cô chú Trân Thành. Giống như con cái gia đình đi học mới về vậy đó. Nó sơn nguyên cái trường quay dễ thương. Hai con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con xin được giới thiệu. Con tên là Nguyễn Gia Lộc. Năm nay con 11 tuổi. Chiều cao của con là 1m1. Biệt danh của con là Lộc Chân Dài. Ồ, chị Việt Hương thích điều này. Dạ, con xin tự giới thiệu. Con tên là Nguyễn Hoàng Thiên Kim. Biệt danh của con là Kim Đẹp Trai. Sao là Kim Đẹp Trai mà không phải là Kim Đẹp Gái? Tại vì bạn này tính giống con gái lắm, không có chịu chơi với con, mà toàn đu theo mấy bạn trai không à. Nó hơi rối nhẹ. Nói nghe nè. Tại sao ra chào cô chú Trấn Thành mà chào anh Ngô Kiên Quy? Cái điều này dễ hiểu mà chị Hương. Cái điều này quá dễ hiểu mà chị. Cô Việt Hương thì ok, nhưng mà anh Trấn Thành anh cũng còn trẻ mà. Vấn đề là tại vì anh lỡ ngồi chung với cô Việt Hương. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó thôi. Nếu bây giờ đội hình được thay đổi là anh Trấn Thành lỡ với anh Ngô Kiên Quy là chào hai anh. À. Dạ. Yeah. À. Phải không con? Dạ. 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 Đúng bất rồi. Lực. Gương mặt bất lực. Hai con đang thử thách hai cô chú á, thách thức hai cô chú á. Thôi thi gì thi đi hai anh chị. Ừ. Thi dạ. Đi. Tụi con có 60 giây và thời gian bắt đầu. Dạ, con xin chào chú Trấn Thành. Chú Trấn Thành ơi, nhà con bán vàng với hộp xoàn á. Mẹ con nói ly thi là phải biết tặng đồ cho ban giám khảo để ban giám khảo chấm cho mình đậu. Cho nên con đã mang một món quà tới cho chú. Nhanh lên con. Chú Ngô Kiến Huy ơi. Đây nè chú. Đây chú ăn đi. Dạ, con xin được nói. Con chú tên là Nguyễn Gia Lộc. Con có món quà này muốn tặng chú nè. Ta là chải bắp kia. Chú ăn nhớ lột vỏ nha. Nhớ bỏ hộp nữa nha chú. Nhanh. Nhanh. Thử cô Việt Hương ơi. Con có tặng cho cô trái này nè. Cô có biết không, con để dành lâu lắm rồi đó. Con tặng cho cô ăn cho đẹp da. Nhưng mà cô nhớ đừng có gọt vỏ nha. Ăn luôn vỏ mới tốt. Nè cô. Hết giờ. Có đầu tư Có suy nghĩ. Ăn gửi cho chú Trấn Thành ăn trái này là nhớ nhỏ hột. Gửi cho cô Trấn Thành ăn trái này là phải ăn cái vỏ này luôn thì mới đẹp da. Nhưng mà tụi con á đang bị rung, cho nên là khi mà nhỏ gái tới đây diễn với chú á thì thằng trai lại tặng trái bắp cho chú Ngô Kiến Huy, cho nên nó rối ren hết trơn á trời. À, phối hợp chưa có kỹ. Ừ dạ. Cho nên là con tới đây con nói thì bạn cũng nói hai bạn, có nghĩa là các bạn nói chập hết tùm lum tà la, cho nên là không có hiểu hết giáp gì hết trơn. Dạ. Đúng không? Với lại á chú Thành nghĩ là tặng được trái thanh long bảo ăn nhã hộp là có cái ý cười rồi. Thì phải để cho bạn nữ nói cho nó hết. Thì bạn nam, chưa gì bạn nam vào thì bạn nam lỗi là lỗi của bạn nam, không để ý bạn diện của mình, làm cho bị chồng thoại nên người ta nghe không rõ. Tặng bắp cho chú Kiến Huy thì phải nghĩ là bắp phải như thế nào đó. Thí dụ phải nói rằng là chú ơi, chú ăn nhớ nha, mình phải tách từng hạt ra. Ừ, rồi bỏ hết hạt ăn cái cùi. Thí dụ vậy cho nó bất ngờ. Còn tự nhiên cô Việt Hương là không được tặng trái cây nữa. Thí dụ tặng chú trái thanh long, tặng chú Huy trái bắp,
là cô Việt Hương tặng một cái khác, không phải trái cây, thì tặng trái lựu đạn chẳng hạn. Cô Việt Hương có hay nổ nhiều cái tí không vậy? Con hiểu không? Cái gì nó phải bất ngờ. Cái món thứ ba luôn luôn là cái món cuối cùng, là cái món đặc biệt nhất. Con để luôn cái nhân vật nào mà ác nhất nó chết cuối phim. Thành thử ra cái gì mà hay nhất là mình phải để mình phải để đặc biệt, chứ con không có được. Con tặng cái cơm nó không có vui. Con hiểu không? Dạ. Cô sẽ về cô ăn cái này. Mà nhớ để giỏ theo lời con. Theo lời con. Cô sẽ mặc cạp trực tiếp á chị. Dạ. Tùy ác. Nó là xay nước ra uống cho con nó vui. Cảm ơn tụi con. Khi một trong hai danh hài tươi cười. Con xin kính chào ban giám khảo. Con xin kính chào chú Hồ Kiến Huy. Con xin kính chào ban giám khảo cùng quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thanh Hà, năm nay con 6 tuổi, con đến từ thủ đô Hà Nội. Ai? Ai là người giúp con đi thi? Mẹ con. Mẹ con. Đây là con muốn đi thi hay là mẹ giục đi thi? Con muốn đi thi. Ừ. Thế con có xem hài không? Con có. Con thường xem hài ở đâu? Con thường xem hài ở Thách Thức Danh Hài. À, Thách Thức Danh Hài. À thế à. Rồi đây con diễn một mình hay diễn với ai? Con diễn một mình. Một mình luôn hả? Tự tin làm cho hai chú cười không? Ồ, nhưng mà quan trọng này là bình thường là con uống nước ấy nó có chảy ra không? Không. Thôi kèn thì không được. răng của con nó làm sao thế? Dạ con bị gãy hai cái răng. Vì sao? Con ăn kẹo nhiều à? Không, con bị ngã ở cái thành cửa. Ăn ngã vào thành cửa. Thức ăn chơi kiểu gì mà ngã vào đấy đây? Hả? Con đi đâu mà con ngã vào đấy? Con đi, con bị vấp vào đấy. À, thế thương nhỉ. Rồi bây giờ mình thi nhá. Vâng ạ. Vâng, vỗ tay cho vợ nè. Con ơi, dạ? Tỉnh chưa? Rồi ạ. À, bây giờ quay con mới thấy nè. Tiền đạo đi vắng. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Alo, chị Tổng Đài đó hả? Chị Tổng Đài. Dạ, chị Tổng Đài ơi, cho em hỏi sao lúc nãy chị taxi chị giận em vậy chị? Ủa chị không biết hả? Ủa sao nói tổng đài cái gì cũng biết mà chị? Chị là tổng đài, chị cũng là tổng đài taxi. Hai chị em với nhau mà. Sao hai chị lừa gạt em? Em lại tổn thương nữa rồi. Trời ơi, bà nhỏ. Ai chịu? Nói được tiếng miền Nam luôn ghê. Trời ơi, ghê thiệt. Ai vậy? Ai chỉ cho bà nói cái câu này vậy? Ai chỉ con nói? Con xem hài của cô Việt Hương. Trời ơi, thấy thương quá à. Hai chị là tổn thương con trời. Dễ thương quá à. Con có coi hài chị taxi của cô Việt Hương hả? Đâu con nói là chị taxi ơi. Nói thử coi nói được không? Taxi, cái ti nó hơi nó ra nhiều tại nó không có gì nó cản gió lại. Ti nó đi cái ti nó có một lượng nước đáng kể. Được, không sao con. Dễ thương, con được 2 triệu rồi đó. Dạ. Con đã được 2 triệu rồi. Vòng sau sẽ là 10 triệu. Con có nên hỏi ý với ba mẹ là chơi tiếp hay ngừng lại không con? Con chơi tiếp. Chơi dạ. Tiếp. Quá dữ. Ừ. Con đã sẵn sàng hay chưa? Rồi ạ. Rồi, 60 giây bắt đầu. Chà, dữ ha. Anh có biết cái người anh phải hỏi là ai không? Là ông cố nội vợ anh. Có nghĩa là ba của ba là một người rất là tài ba, bởi vì ông buôn ba trong ban nhiều sóng gió phong ba, giống nuôi ba của ba. Và rồi vào ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì ba của ba đã trở thành một người chủ tài ba nước Hàn thứ ba trong lịch sử.